Điện tử Hanh Nguyễn xin được chào các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Điện tử Hanh Nguyễn này sẽ giới thiệu đến tất cả các bác, các anh, các chị và các bạn một loại loa rời bát 20. Đây tổng thể quay. Rồi. Có đường kính là 20. 20. Cái loa này rất là lặng nhá, nó mới tinh luôn đấy. Nhập khẩu nguyên chiếc. Đầu nó xịn. Và em sẽ cho bác xem mặt sau đây. Loa này kiểu là LR New Di Tôn. Watt là 250W. Ohm là 8 ohm nhé. 8 ohm. Cho là cái lỗi trở rất là cao. Và dòng cửa kép trông rất là sáng sủa. Đấy, lỗi thép anh kim rất đẹp này. Nó mới tinh. Thử kép. Đường kính này khoảng là 10 cm nhé. Nó bắt 20 nhưng đường kính khoảng 10 cm. Từ rất lớn, từ rất lớn, cho nên cho âm chất trống rất là sâu, từ kép này mới tinh. Và cấu tạo nó cũng như các loa khác, gồm có màng loa này, nhĩ loa và gân loa, gân loa khung, khung đỡ màng loa, nam châm và lõi thép. Đặc biệt những cái loa xịn nó đẹp ấy. Đấy, nó xịn nó đẹp. Nếu như cái loa mà bát 20 này mà nó rẻ tiền thì nó rơi tầm 300 nghìn thôi nhé. 300 nghìn thôi. Nhưng đôi loa này có giá là 1 triệu 2. Loa xịn thôi nhé. Thì bác đây là loa xịn. Thì loa xịn những cái phân biệt bác này chính là cái gân này bác rộng bàn. Một là mút, hai là bằng vải. Đấy, mút xốp bằng vải. Và cái màng loa này bác rộng bàn bác nhé. Mềm, độ mềm, độ nhạy nó cao và cái trống rất là mềm, nó sâu, cái này nó mềm này, thì em cũng có bài so sánh rồi, đấy, nó mềm, cái dâu này không quan trọng nhé, cái dâu thì ra nó không quan trọng, đấy nhưng mà chỉ là cái màng loa này làm cái chất liệu nó mềm dẻo, cho nên cái độ thụt ra là độ nhạy của loa rất là cao, độ nhạy đấy, độ đàn hồi qua cao, tiếng nó thoáng nó bay, ấm nó trầm, nó mềm. Nó cứng, nhưng đặc biệt trong loại mà nó cứng nhắc ấy, như bì trâu ấy, thì nó sút, nó cứng. Còn những loa nó đẹp thì thứ nhất là nó hơi cái loa không đẹp. Ở cái mấy yếu tố sau, thứ nhất là cái màng loa, những cái loa làm bằng 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 nhựa nó rẻ, cái màng là bằng nhựa nhé, là nhựa. Thế nhưng mà những loa đẹp thì thường là nó mỏng, nó mềm, nó dẻo, đấy, có sự đàn hồi mà cái gân này nó cũng mềm. Gân loa này mềm này, cái màng này mềm này, mềm nhưng nó không yếu, dẻo dai. Và thứ hai là cái từ trường này, cái từ trường này thực ra to bé nó cũng không phụ thuộc lắm mà cái chất từ, chất từ. Thế ngày xưa em quấn biến áp, biến áp thì những cái khung dây mà khung những cái lõi ferrit của Việt Nam thì em lấy đến hệ số 60. Đấy. Nhưng mà nếu mà những biến áp của Nhật, của Trung Quốc xịn ấy, em lấy vào ba hệ số 3 thì quấn nó không mở lắm, nhưng Việt Nam quấn đến 60 vẫn lắm nhé. Thì phụ thuộc cái từ trường ấy, tính từ ấy, còn to nhỏ cũng không phải là yếu tố quyết định nắm ấy. Các bác nó xịn như vậy mới nhá, rất là đẹp. Em bán đôi loa này giá còn là 1 triệu 2, còn loa rẻ hơn thì nó hơn này một lớp thì nó rơi vào 700 bác. 20 này nếu rẻ là 700. Tôi này đẹp nhất là 1,2 triệu. Còn rẻ nữa là 500 thôi nhé. Đấy, rẻ nữa là 500. Rồi giờ em sẽ test thử thôi nhé. Nghe trống rất là mềm luôn. Rất là mềm mại. Mà em đồng thời em test cho bác. Thời em test cho bác Nguyễn Viết Hùng, số 40 tổ dân phố cầu Đơ 2, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Bà chị viết như cu càng. Số điện thoại 0983 351 896. Đây là đôi loa bát 20. Nhìn rất là hay nhé. Và em khẳng định với bác Hùng là đôi loa hoàn toàn tốt. Đây. Chắc đấy nhé. Hãy subscribe.
thử luôn sang bên này. Em thử trực tiếp luôn. Hoàn toàn tốt bao nhiêu? Hoàn toàn là tốt.